Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xẻ núi bạt đồi thi công cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Những ngày đầu tháng 10, trên công trường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, tranh thủ nắng giáo, nhà thầu tập trung thi công đào đắp nền đường. Dự án thành phần 2, tổng chiều dài tuyến hơn 36 km, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, khối lượng đào đắp rất lớn, chủ yếu là xẻ núi bạt đồi, tổng khối lượng đào hơn 12 triệu mét khối, khối lượng đắp hơn 4 triệu mét khối. Dự án được chia thành 3 gói thầu, huy động 70 mũi thi công. Trong đó, gói thầu XL01 gồm 16 mũi, gói thầu XL02 gồm 24 mũi và gói thầu XL03 gồm 30 mũi. Thi đua thi công các hạng mục cầu, đường hầm, huy động khoảng 568 máy móc, thiết bị các loại và 171 kỹ sư, 1.174 công nhân và lái máy thi công. Dự án thành phần 2 có địa hình xây dựng rất phức tạp, đường công vụ ngoại tuyến tiếp cận công trường khó khăn, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. Tuy nhiên, các nhà thầu đang tận dụng từng mét mặt bằng, thời tiết nắng giáo để chạy đua tiến độ, đại diện Ban Quản lý Dự án 6 thông tin. Hầu hết mặt bằng thi công của dự án thành phần 2 trải dài trên đồi núi, thung lũng sâu nên gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 27 tháng 9, khối lượng thi công một số hạng mục chính dự án đã hoàn thành với khối lượng đào đất hơn 5 triệu mét khối, đạt 44%, khối lượng đất đá hơn 1 triệu mét khối, đạt 26%. Hiện nay, gói thầu XL01 đang tập trung 6 mũi thi công nền đường với khoảng 108 máy móc, thiết bị và 167 nhân lực. Ngoài ra, tập trung 10 mũi khác để thi công cầu, hầm, đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. Hiện nay, gói thầu XL01, khối lượng thi công đào đất đạt gần 2 triệu mét khối, đạt 66%, khối lượng đắp đất hơn 312.000 mét khối, đạt 46%. Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 đã huy động 186 nhân lực, 10 cán bộ kỹ thuật, 90 lái máy và 110 đầu máy móc thiết bị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, khối lượng đào nền các loại đạt hơn 1,2 triệu mét khối, đạt trên 83% và khối lượng đắp nền các loại hơn 313.000 mét khối, đạt trên 70%. Theo ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Giám đốc điều hành dự án Ban Quản lý Dự án 6, các nhà thầu đang tập trung thi công chạy đua tiến độ dự án. Tiến độ thi công chung của dự án cơ bản đáp ứng kế hoạch, chất lượng thi công các hạng mục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án. Hoàn thành cầu bến mới nối Nam Định, Ninh Bình trong tháng 10. Liên quan đến tiến độ thi công cầu bến mới nối hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình, đại diện ban điều hành dự án thuộc Tổng Công ty Thăng Long cho biết, tính đến nay, công trình cầu chính đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện phần thiết bị chiếu sáng. Đối với hạng mục đường dẫn, phần đường dẫn phía Nam Định dài gần 900 m, hoàn thành cấp phối đá răm, chuẩn bị bắt đầu thảm nhựa. Đường dẫn phía Ninh Bình dài 1,6 km đang được cấp tập thi công, hoàn thành khối lượng cấp phối đá răm còn lại. Tổng sản lượng thi công toàn bộ công trình hiện đạt gần 90% giá trị hợp đồng. Với tiến độ hiện tại, nhà thầu sẽ đảm bảo được tiến độ đưa công trình về đích trong tháng 10 năm 2024 theo đúng yêu cầu, lãnh đạo ban điều hành chia sẻ. Cầu bến mới thuộc gói thầu XL04 dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1, nằm trên quốc lộ 38B là công trình cầu lớn vượt sông đáy thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Công trình do liên danh Yusung Construction Co. Ltd. Hàn Quốc, Tổng Công ty Thăng Long là nhà thầu thi công, giá trị hợp đồng gần 361 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu chính dài hơn 648 m, tính đến đuôi mố được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới, đường hai đầu cầu được đầu tư với bề rộng 9 m. Gần 1.000 tỷ đồng mở rộng hơn 3 km đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành lên 8 làn xe. Tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng đoạn đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường vành đai 2. Đoạn đường dẫn cao tốc dài 3,2 km, có điểm đầu từ nút giao An Phú đến Vành Đai 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ dài 3,2 km, nhưng đây là một phần quan trọng của cao tốc, giữ vai trò kết nối tuyến chính cao tốc Bắc Nam với thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sẽ được mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, hơn 2 km phần đường và 2 cầu mương kênh. Cầu vượt bắc qua tuyến Đỗ Xuân Hợp sẽ được mở rộng đồng bộ. Tổng mức đầu tư của dự án là 938,9 tỷ đồng, được trích từ vốn ngân sách, thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027. Việc triển khai dự án này được đánh giá thuận lợi vì ít phải giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào năm 2025, dự kiến hoàn thành trong vòng 1 năm. Khi hoàn tất, công trình sẽ đồng bộ với nút giao An Phú. Hiện, nút giao này đang được xây dựng với quy mô 3 tầng, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2025. Đường dẫn sau khi nâng cấp cũng tạo thông suốt với tuyến chính cao tốc Long Thành Dầu Dây, khi sắp tới sẽ được mở rộng, giúp tăng kết nối thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Long Thành và Đông Nam Bộ. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây không ngừng tăng kể từ khi đưa vào khai thác, trung bình mỗi năm tăng khoảng 11,12%.
Dự báo đến năm 2025, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành sẽ có khoảng 72.254 lượt xe trên ngày đêm, vượt 25% so với khả năng thông hành của quy mô 4 làn xe hiện hữu. Trước tình hình này, việc mở rộng đoạn cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành, bao gồm cả đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú đến đường Vành Đai 2 là rất cần thiết và cấp bách để giải quyết áp lực giao thông ngày càng tăng. Đường dẫn sau khi nâng cấp sẽ thông suốt với tuyến chính cao tốc Long Thành Dầu Dây sắp được mở rộng, giúp tăng kết nối thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Long Thành và Đông Nam Bộ. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác năm 2026 sẽ hạn chế tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại cửa ngõ phía đông của thành phố. Hơn 32.000 tỷ mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc đoạn thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và đoạn Trung Lương, Mỹ Thuận. Đồng thời xin ý kiến thống nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở hoàn thiện dự án, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét, cấp thẩm quyền quyết định. Theo Ban Quản lý Dự án 7, đơn vị thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án này. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải sẽ là đơn vị cấp quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư đề xuất dự án là liên doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tasco. Phạm vi nghiên cứu chính là toàn tuyến cao tốc dài 91 km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ Thuận, các nút giao liên thông và trực thông, các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí. Căn cứ vào cơ sở pháp lý của dự án, nhà đầu tư đã tính toán xây dựng các kịch bản đầu tư các đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận để từ đó lựa chọn phương án đầu tư tối ưu. Cụ thể là đầu tư từng đoạn độc lập hay ghép hai đoạn thành dự án, đầu tư công hay theo hình thức đối tác công tư, PPP. Qua kết quả nghiên cứu, nhà đầu tư kiến nghị phương án tối ưu là đầu tư mở rộng toàn tuyến dài 91 km trong giai đoạn 2024-2028, dự án đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, không có vốn ngân sách nhà nước tham gia. Phạm vi dự án có điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối là nút giao An Thái Trung thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Về quy mô, đoạn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm nút giao Chợ Đệm có quy mô 8 làn xe hoàn chỉnh, 2 làn khẩn cấp, có khoảng 1,2 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ Trung Lương đến Mỹ Thuận, nút giao Thái Trung với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, 2 làn dừng khẩn cấp. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 32.270 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024-2028. Theo Ban Quản lý Dự án 7, theo kết quả nghiên cứu của nhà đầu tư, việc đầu tư hoàn thiện hai tuyến đường Tân Tạo, Chợ Đệm và Bình Thuận Chợ Đệm theo quy mô 8 làn xe là cần thiết, phù hợp với quy hoạch của địa phương cũng như kết quả dự báo nhu cầu giao thông. Đây là hai tuyến đường đô thị đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, khai thác. Theo luật PPP và luật đường bộ, dự án thực hiện đầu tư mở rộng hai tuyến nổi nêu trên theo phương thức PPP là không phù hợp theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu nghiên cứu đầu tư những hạng mục công trình trong phạm vi dự án để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của phương thức đầu tư và phương án tài chính. Do đó, Ban Quản lý Dự án 7 đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sớm có ý kiến thống nhất là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đầu tư hoàn thiện hai tuyến đường Tân Tạo Chợ Đệm và Bình Thuận Chợ Đệm với quy mô 8 làn xe bằng phương thức đầu tư phù hợp, hoàn thành đồng bộ thời gian thực hiện dự án để phát huy hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, để đảm bảo trình tự, thủ tục và cơ sở pháp lý hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Ban Quản lý Dự án 7 đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét có ý kiến thống nhất về điểm đầu dự án tại nút giao Chợ Đệm, km 9+325, quy mô 8 làn xe hoàn chỉnh, 2 làn dừng khẩn cấp đối với đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nút giao Chợ Đệm đến Trung Lương.